là 4 mét, và từ cái cây này qua cái cây này, từ cái cây này qua cái cây này là 4 mét cho bà con. Và cái ống nước của bà con họ để. Bữa nay chúng ta quay trở lại một vùng đất ở Hậu Giang nha bà con nha. Ở đây là vườn mít ruột đỏ sơ vàng của chú Ba. Hôm nay em làm cái chủ đề ngày hôm nay để chia sẻ với bà con một chút xíu về cái khoảng cách trồng cũng như là chăm sóc cây mít ruột đỏ sơ vàng như thế nào, phân bón ra sao. Bà con lưu ý cái vấn đề này, cây mít ruột đỏ sơ vàng á là bà con hạn chế cái phân gà. Bà con bỏ luôn cái phân gà đi, mít á, nó không có ưa được phân gà đâu bà con, bỏ nó hay bị vàng lá, nó rụng lá đó bà con nha. Đi phân gà cho mít là rụng lá vàng lá. Cái vườn này là em đã cứu một lần rồi nha bà con, cái vườn này là chúng ta cũng đã hỗ trợ cho bà con. Sau cái thời gian mà cây nó bị xuống lá, chúng ta phục hồi trở lại thì bây giờ bà con biết rằng là cái vườn chúng ta đã quay trở lại là xanh tốt. Cái vườn này là 6 tháng nha bà con. Chúng ta có thể quan sát rằng là 6 tháng có cây tốt nha. Có cây nó cũng nhỏ hơn, mà thậm chí thì có cây cũng mới trồng lại kia, trồng kia chắc cũng 2 tháng rồi. Bây giờ mình nói về cái khoảng cách trồng để cho nó hợp lý và để cho bà con chúng ta tiết kiệm cái chi phí và đạt được cái năng suất nhất. Thì bà con có thể quan sát một chút xíu là từ ở bên cái cây này qua bên cây bên này. Bà con thấy đi đường chéo đó, bà con đi đường chéo đó, là nó 4 mét nha bà con nha, 4 mét nha bà con. Và từ cái cây này qua cái cây này là 3,5 mét. Đây bà con họ trồng theo cái tam giác nha bà con, có nghĩa là không có đối xứng với nhau. Chúng ta có thể quan sát là không có đối xứng với nhau, bà con thấy không, nó theo một cái tam giác, đã tam giác như thế này. Đây là chú ông nói là từ đây qua đây, cái tam giác này nó hơi múp múp một chút xíu, có nghĩa là cái độ dài á bà con, cái độ dài á là chỗ đây nè là từ đây 3,5 mét, còn cái độ xéo từ bên đây qua bên đây là 4 mét, và từ cái cây này qua cái cây này, từ cái cây này qua cái cây này là 4 mét cho bà con. Và cái ống nước của bà con họ để như thế này ở miền Tây, hiện tại là ở miền Tây ở Hậu Giang cũng như là các cái tỉnh mà đồng bằng sông Cửu Long mà chúng ta thiết kế như vậy thì nó sẽ chuẩn nha bà con nha. Và cái khoảng cách như thế này thì chúng ta trồng 1 hecta, chúng ta trồng có mấy trăm cây lận bà con, 700-800 cây là bình thường nha bà con, chia ra nha. Cái ước lượng mà chúng ta chia như thế này, chúng ta làm 1 hecta. Chúng ta sẽ lấy cái số lượng 10.000 mét, 10.000 mình chia cho cái 3 nhân 4 là bà con ra ước lượng cái số cây bà con trồng. Đây bà con này, đấy, cái chéo này bà con thấy này đó, và chúng ta đi không cần phải đi nhiều nữa, đi là lùm xùm rồi, đi là nó vấp lên vấp xuống. Nhưng đây là cái nơi mà hồi xưa giờ bà con trồng lúa, sau đó bà con bắt đầu là múc mương và lên mô để trồng cây sầu riêng mít ruột đỏ sơ vàng. Lộn, cây mít ruột đỏ sơ vàng không có cây sầu riêng nha bà con, nó lộn, trồng cây mít ruột đỏ sơ vàng, lâu nó lộn bữa nha bà con. Rồi tiếp theo á bà con lưu ý vấn đề này, cây này là nó cũng, cây này là 6 tháng rồi. Bà con lưu ý là khoảng 2 tháng nữa thì bà con bấm tỉa cho nó dọn bớt ở trong này cho nó đỡ tùm nha bà con nha. Những cái cành mà cành đực, những cái cành tâm thì bà con dọn bỏ nha bà con. Lưu ý thì mình chỉ cho bà con luôn cái coi cái cành đực là cái cành như thế nào đó bà con. Bà con qua bà con nhìn chút xíu nha. Những cái cành cái á, là những cái cành mà nó liền thân, còn những cái cành đực là nó sẽ lõm. Để em qua mình kiếm một cái lõm mà lõm nhất định cho bà con coi luôn nha bà con nha. Chờ qua đây coi thử thì mình kiếm cái nào mà nó lõm mà lõm sâu vô luôn á. Đây bà con đây nè, lõm sâu vô bà con. Đây bà con, đây là cái cành này là cành cái này bà con, cành mình đang cầm đó là cành cái này bà con. Còn cái cành đực là những cái là cành như thế này nè bà con. Đây cành nó có cái lỗ này bà con, có lỗ đó, có cái lỗ này là cành đực thì bà con loại bỏ nó dùm cho em nha. Thì qua một số cái cây khác để chúng ta tìm. Bây giờ tại vì cây nó nhỏ nên là chúng ta không có thấy được nên bà con. Bây giờ đây bà con này, đây cái cành này này, đây là một cái cành đực luôn nè bà con, nó có vết lõm ở dưới này bà con đó, cành đực này bà con có vết lõm này bà con nha bà con nha, quan sát nha cành đực này bà con. Rồi cành mà nhỏ nhỏ như thế này mình có thể gọi là cành tâm nha bà con, cành như cái tâm á, tâm xỉa răng á bà con. Rồi chúng ta để mà chúng ta quan sát. Rồi một số bà con lưu ý vấn đề cái chăm sóc cái mít ruột đỏ sơ vàng này, nó ưa bị nhện trắng này bà con vào mùa mưa, và nhện đỏ thì vào mùa nắng. Thì bà con canh cái thời điểm mà bà con phun nhện nha bà con, phun nhện. Còn cái chóp này là do cái con mà ruồi vàng nó chích chảy cái đầu mũ của trái mít nha, của cái đọt mít thì nó bị đen. Rồi một số bà con hỏi mình về cái vấn đề là Cây mít chúng ta nó hay gặp cái tình trạng là cái lá bị đốm bắt cua, và đốm bắt cua giống như ghĩa kim với bà con. Cái này là cái mít ruột đỏ nó hay vậy đó. Em chỉ với bà con luôn nha, những cái lá nào lá già nó hay bị nè, bà con phun côn trùng, phun mà sâu rầy, phun nhện để chúng ta quản lý cái côn trùng. Đặc biệt là những cái côn trùng nó chích thuốc, nó hút, nó cũng gây cho cái tình trạng cái lá chúng ta nó bị tổn thương. Và đặc biệt á, bà con để ý này, cái lá mít ruột đỏ sơ vàng như thế này nè, bà con lâu lâu thấy ở dưới này nó có này đúng không? Thì cái này do cái tính chất là nó bị ẩm độ cao và nó hay bị tầm thấp. Cây nó lớn thì nó không có bị đâu nha con. Bà con khi nào cây nó lớn lên trên có nắng nó không có bị đâu, nhưng mà khi mà cây nó nằm ở cái tầng thấp như thế này nè, 6 giờ sáng bà con mà ra, bà con để ý ở dưới này nè, ở dưới cái mặt lá dưới này nè, nó sẽ có cái bọng nước đó, có bọng nước. Đến một thời điểm nó không thoát được cái nước á, nó bắt buộc nó phải kiếm cái lỗ thoát, hoặc là cái bọng cái nước đó nó sẽ làm vỡ cái mau mạch của cái tế bào cái lá này, và nó gây ra cái tình trạng ghĩa kim thì chúng ta có thể thấy. Và để mà phòng ngừa cái lá này nó không có bị lây lan mà không bị bệnh nữa, thì bà con có thể phun siêu giáp để chúng ta chặn đứng những cái sự lây lan của cái lá, để mang lại cho cái lá chúng ta là nó tốt nhất. Bà con để ý này, nếu bà con nào trồng á, mà cây nó lớn lên, là cây mà chừng tầm khoảng 1,5 năm thôi, là kiếm cái lá mà bị ghĩa kim như thế này là nó không có đâu bà con nha. Cái này cũng đừng có lo lắng nha, bà con đừng có lo lắng, nhưng mà bà con phòng ngừa sâu rầy nấm bệnh giùm em là được rồi. Còn cái này phun thuốc vô nó chỉ nó đứng và nó không có lan vết bệnh thôi, chứ nó không có biến cái màu vàng, biến cái chấm này thành màu xanh đâu nha bà con. Và một số bà con thấy những cái vết chích như này bà con này, nó xì cái mũ ra, đây là do ruồi vàng nó chích vô nha bà con nha. Nó xì cái vết trắng ra này do ruồi vàng nó chích, thì bà con quản lý luôn giùm em cái ruồi vàng nha. Canh vào cái thời điểm mà trời á, vào những cái thời điểm mà mùa nắng, những ngày nắng thì ruồi vàng nó hay chích nha bà con. Rồi có những cái kiến thức nho nhỏ thì mình cũng chia sẻ với bà con để mà chúng ta chăm sóc cái vườn của mình cho nó tốt. Có cái gì thì em nói cái nấy nha bà con nha. Nhưng mà khoảng cách trồng em ưu tiên với bà con là khoảng cách 3,5 m nhân cho 4 m là ưu tiên, là ok nhất nha bà con. Bà con nha, bà con lưu ý là tỉa cành tạo tán đồ cho nó thông thoáng nha bà con. Còn khi nào cắt đọt thì chờ đấy bà con, đến khoảng mà 8 tháng chúng ta quan sát cái đọt của mình nó cao quá, hoặc là 12 tháng coi thử cái đọt của mình nó cao quá thì mình bấm tỉa sau. Cái đó là tùy theo mình quan sát nha bà con nha. Nhưng mà chúng ta nên hạ cái đọt thấp xuống một chút. Để làm gì? Để cái vùng này nó hơi gió nhiều, tùy theo cái vùng. Nếu xung quanh chúng ta được bao bọc bởi một cái hệ thống mà cây chắn gió thì không nói gì. Vườn này là đang bị trống gió rất là nhiều và mưa rồi bà con. Bây giờ đi vào thôi bà con ơi, đang quay nửa chừng cái video thì nó hơi mưa nên bà con cũng thông cảm nha bà con nha. Đấy, trời ơi, cái này không tỉa này, ví dụ như có cái kéo không nhỏ, cái này nè, cái này mình tỉa bớt, mình loại bỏ bớt đi, loại bỏ bớt cái cành đi. Bà con này thấy nè, những cái cành tâm như thế này nè, bà con bỏ đi. Đây, bà con bỏ bớt nè, đó, bà con loại bỏ bớt những cái cành như thế này đi. Đó, loại bỏ bớt những cái cành như thế này để bà con, để nó trống trải ra. Cái bấm nhẹ sơ sơ vậy thôi là được rồi bà con. Đó, bà con tự nhiên nó trống trải ra, nó không có bị tùm ở trong này, không có bị xơ sát lá thì cành chúng ta nó dinh dưỡng nó nhiều hơn, dành dinh dưỡng nó nuôi. Rồi chỉ vậy thôi bà con. Rồi bye bye bà con.